em ơi, có thế này về nhá. Ok luôn. Hai gọi thanh toán ạ. Ờ, đúng rồi, tính tiền cho bạn. À, alo, anh nghe đây. Cái gì? Hacker xâm nhập vào dữ liệu công ty á? Ông cứ chờ tí nhá, ông cứ thanh toán trước đi. Bây giờ phải nghe lời anh nhá. Em cứ thanh toán đi. Dạ, bàn của mình là hết 3,5 triệu ạ. Ủa, hết 3,5 triệu à? À, cái gì? Em bảo là anh cần phải chỉ dẫn cho em á. Được rồi, nghe lời anh nhá. Bây giờ em rút dây điện, tắt máy tính đi. Anh cho em thanh toán ạ. Rút dây điện ra, tắt máy tính đi. Để kẻ gian không xâm nhập được vào máy tính của mình. Em ơi, em rót cho anh cốc rượu đi. Ừ, dạ. Em cứ rót đi. Rút dây điện, tắt máy tính đi. Rồi em làm gì thế nào nhá. Đừng để hacker xâm nhập vào dữ liệu công ty mình ở đâu nhá. Dạ, em rót đầy rồi ạ. Ok. Anh nói thật với em ý, hôm nay anh đi quên không mang theo tiền. Hả? Nhưng mà vẫn còn bạn anh mà. Bạn ơi. Em rút điện chưa? Rút điện rồi, cắm điện lại cho anh nhá. Bật máy tính lên, rồi truy cập vào kênh 5 đứa ma ngay vào luôn. Thôi em ạ, không hy vọng gì ở bạn anh đâu. Bây giờ anh kính em đi này, anh uống hết đi này rồi em giả tiền giúp anh nhá. Ôi trời ơi. Đấy, làm theo anh chưa? Ok chưa? Tìm hiểu thông tin đi xem hacker nó có xâm nhập vào được không? Em giả tiền giúp anh nhá. Không được đâu anh ơi, em đi làm ở đây lương tháng cũng chỉ được có 8 triệu thôi. Nếu mà trả hết bữa ăn ngày hôm nay cho mấy anh thì em không còn đủ tiền để đóng tiền nhà nữa. Em nói thế nghĩa là em đồng ý thanh toán cho anh cái bữa này. Chỉ là nếu em trả tiền cái bữa này thì em sẽ không còn chỗ ở, đúng không? Dạ đúng ạ. Vậy thế này đi, em trả tiền bữa này cho anh rồi em về ở với anh. Em cũng đồng ý à? Em đã làm xong chưa? Chưa xong á. Đang chờ tôi đi giải quyết tí. Dạ, em thanh toán xong rồi ạ. Mình về nhà đi anh. Thế mình trả tiền bữa này phải có yêu rồi đúng. Đáng ghê.